sao bài nhá. Khi mà chú kéo lên như này nhá, cháu mà dừng bất kỳ rồi chọn một con bài đầu tiên, không xem, để nó ở ngực, úp nó vào ngực, rồi chú sẽ tìm con đấy ở một bộ bài khác. Rồi, chú nghĩ nhá, bảo dừng là dừng nhá. Dừng. Rồi, cầm đấy. Không xem. Úp vào, đấy, rồi ok, để bộ bài này đây. Thì đây, chú còn một bộ bài nữa. Đêm hôm qua chú đã nằm mơ thấy cháu chọn con bài gì. Nên là nửa đêm tỉnh dậy, chú đã ngồi chú lấy bút chú vẽ ra đây. Vẽ con bài cháu chọn ra đây. Thì đây nó như một bộ phim, như mà như ở một cái cuốn sách hoạt hình mà người ta cứ xô ra như này mà nó cứ cử động ấy. Đấy, thì nó sẽ ra con đấy. Bây giờ cùng xem nhá, cái không phải con đấy nữa. Sáu cơ. Cho khán giả xem không phải con sáu cơ. Ok, vậy là giấc mơ hoàn toàn trùng khớp, hoàn toàn chính xác. Rồi, rất ok.